chào các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật tô màu hoặc là tạo màu chuyển sắc ở trong phần mềm Adobe Photoshop CC 2015, 2016, 2017, 2018 ở đây. Thì những phần mềm Photoshop tạo màu chuyển sắc quá đơn giản. Nó là một phần mềm thiết kế nên sẽ hỗ trợ cho các bạn tạo ra khá nhiều loại tô màu. Ví dụ như các bạn đang nhìn thấy đây thì cái này gọi là màu bệt hay còn gọi là solid. Đây gọi là solid. Có lẽ cũng ít người biết những cái từ như này. Tiếp theo thì nếu như mà các bạn tô thêm một cái màu nữa ở đây chẳng hạn, ví dụ như mình lấy màu vàng mình tô ở đây và mình để opacity nhẹ nhẹ một tí thì đây nó sẽ thành cái màu gọi là màu chuyển rồi, tức là chuyển từ màu vàng cho đến màu cam. Nếu bạn đan thêm tí màu xanh hay màu hồng gì nữa chẳng hạn thì nó sẽ thêm một sắc nữa, đúng không? Thì đây gọi là màu chuyển. Đấy thôi. Thì màu chuyển sẽ được gọi là gradient. Đây là cái hình thái thứ hai mà thì ở đồ họa nó có thể tạo ra tô màu. Tiếp theo thì các bạn có một dạng nữa là các bạn sẽ sử dụng gì nhỉ? Pattern, tức là họa gì? Họa tiết. Đấy, thì đó là cái thằng thứ ba. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn tô màu gradient ở trong này như thế nào. Ở đây thì mình cơ bản nhất thì các bạn cứ dùng brush mà các bạn vẽ, bởi vì brush nó linh động, nó vẽ cái gì cũng được. Các bạn muốn tạo ra màu chuyển nó thẳng hàng ấy thì các bạn chỉ cần đè shift thôi là ok. Các bạn đè shift, các bạn tô là sẽ thành màu chuyển, đúng không? Đấy, chuyển từ vàng đến vàng nhạt đến màu xanh, thích đến màu hồng thì giữ shift tô một lớp nữa. Còn nếu mà không giữ shift thì nó không được tô thẳng thôi, nó bị lượn lượn này thôi. Để các bạn đỡ tránh trường hợp dùng brush thì các bạn dùng gradient. G đây thì nó có hai bước, một là bước các bạn edit để chỉnh sửa, hai là bước tạo thôi. Thì bước đầu tiên để các bạn chỉnh sửa, các bạn sẽ bấm vào đây. Gradient nó có thể là tự tạo ra, hoặc các bạn lấy thư viện một cách bấm một cái đánh răng và bạn chọn một loạt cái danh sách từ Color Harmony 1 cho đến Spectrum. Giả sử như mình muốn vẽ một cái gì đó giả kim loại chẳng hạn thì mình chọn thư viện Metal, các bạn sẽ ấn Append. Append nó sẽ thêm vào chỗ này, nó không xóa bỏ những cái cũ đi. Append, đấy, nó thêm đây. Đấy thì các bạn chọn đây và các bạn sẽ ok. Bước cài đặt đã xong, bây giờ đến bước vẽ. Bước vẽ thì các bạn đặt chuột bắt đầu từ điểm trên, nhả chuột ở điểm dưới này chẳng hạn thì cái màu bắt đầu sẽ từ đây và kết thúc đây chẳng hạn, thì nó sẽ là từ đây và kết thúc đây. Mình sẽ thử một cái màu khác cho các bạn dễ nhìn, giả sử như là cái màu này đi. Đây mình sẽ có một cái giải từ màu xanh start và end. Các bạn đặt chuột ở trên sẽ là start và nhả chuột ở dưới này sẽ là end. Nếu như mình ấn revert ở đây nó sẽ đảo ngược lại, tức là start sẽ lại là màu hồng và end là màu xanh. Nó có 4 kiểu tô ở đây, thì 5 kiểu ở đây thì các bạn nhìn biết, một hướng này, từ tâm ra này. Ở đây là chả biết gọi là gì, gập góc à, cái này lặp đi lặp lại này, và cái này là mắt cáo. Ở đây nó kèm theo cả chế độ trộn, ví dụ các bạn chọn screen là màu chuyển sắc. Thì nếu như mà các bạn là sử dụng kèm một bức hình ấy thì cái chế độ trộn nó mới tạo ra được cái kết quả mà các bạn nhìn thấy được. Mình sẽ mở một bức hình lên đây và mình sẽ dùng gradient. Các bạn sẽ để chế độ screen. Nếu như bạn để nó mờ ấy thì cái chuyển sắc này sẽ đè lên bức hình, còn nếu như bạn để screen ấy thì những cái màu sáng nó sẽ được giữ lại và màu tối sẽ bị mất đi. Và đồng nghĩa ngược lại, nếu như bạn chọn multiply thì nó sẽ giữ lại màu tối và bỏ đi màu sáng, thì nó sẽ tự động nó thay hết màu trắng bằng gradient cho các bạn. Thì có khá nhiều cách để các bạn sử dụng với gradient này. Thế tốt nhất là các bạn đã học Photoshop thì các bạn có layer thì các bạn nên tạo trên một layer mới và các bạn dùng. Sau đó thì các chế độ hòa trộn hoặc là mặt nạ gì đó thì các bạn sẽ linh động hơn rất nhiều so với các bạn dùng trực tiếp trên một cái layer background. Thì đó là cái cách mà các bạn sẽ lấy thư viện. Còn nếu các bạn chỉnh sửa ấy thì các bạn ở đây nhìn đơn giản thôi. Mình sẽ có hai điểm, điểm trên, điểm dưới. Điểm dưới là cho các bạn thay màu. Đấy. Và điểm trên là các bạn đặt opacity. Giả sử như là từ đỏ đến xanh đến vàng kia chẳng hạn mà nó có một điểm opacity thôi thì tất cả chỗ này sẽ bị bằng không hết, nó sẽ đến đây là bằng 100%, thì những cái điểm ở đây nó sẽ cũng bị bằng không hết. Nếu như bạn muốn cái điểm này nó không bị opacity bằng không ấy thì bạn thêm một điểm opacity nữa bằng cách là bấm vào phần trống, thì mình để lại bằng 100 thì chỗ này nó sẽ là 0 100 100, thì chỗ này nó sẽ sao nhỉ, đặc lại cho các bạn. Các cái điểm này có thể thay đổi vị trí để quyết định được cái màu nào nó nhiều hơn, màu nào ít hơn. Thì giả sử như các bạn có màu đỏ đến màu hồng chẳng hạn, mà các bạn kéo hồng đến đây thì chắc chắn là hồng nhiều hơn rồi, mà kéo đỏ sang thì chắc chắn là đỏ nhiều hơn, kéo giữa thì màu nào sẽ lan mạnh hơn, đúng không? Đó,
Opacity với lại màu này khá giống nhau, khi các bạn thừa thì các bạn kéo xuống mà thêm bạn bấm vào kích đúp vào để các bạn thay đổi, di chuột ra bên ngoài sẽ cho bạn hút. Các bạn thấy cái đầu bút này hút một cái màu khá chính xác đấy. Các bạn nếu thấy ok thì bạn ấn Save Desktop chẳng hạn, Save, hoặc là các bạn ấn New, New nó vào đây luôn đấy. Thì load thì lại ra Desktop của các bạn, tìm cái này của các bạn thì nó sẽ thêm một cái danh sách như các bạn vừa Save vào. Thì nói chung mấy cái server load này bây giờ chả mấy khi người ta dùng nữa. Các bạn có server load những cái mà nó khó làm, ví dụ như là màu kim loại nó chuyển nhiều màu đấy thì các bạn làm thôi, còn một hai màu thì tốt nhất là các bạn tự làm cho nó nhanh đấy. Thì đấy, thường ấy thì bạn sẽ dùng hai cách, một là dùng brush và hai là dùng g. Ngoài ra thì cái công cụ g ở đây nó có thể tạo chuyển sắc, ở đây cũng có thể tạo ra một layer chuyển sắc là gradient đấy, được. Đấy thì nó cũng khá giống, chẳng khác gì cả, gồm có chọn lựa này, sau đó là các bạn chọn là radian thì nó là một cái danh sách liệt kê đây, góc nghiêng co giãn bao nhiêu, lật ngược đảo ngược mấy cái này, nó không khác gì cái này cả nhưng mà nó thu nhỏ vào trong một cái bảng thôi. Đấy thì đây gọi là layer điều chỉnh. Ở đây là mình được cái là mình đỡ phải tạo layer mới ra, xong bắt đầu mình dùng cái này mình kéo. Thì khi mình tạo gradient bằng cái này thì mình bấm đây phanh giống gradient luôn, thì nó cho mình một cái gradient luôn đấy. Các bạn kích đúp vào các bạn sửa được, nó nhanh hơn, cách nào cũng được. Chúc các bạn thành công. Mình Nguyễn Đức Hùng đến từ CB Design, cảm ơn các bạn đã theo dõi.